Trời ơi, công ty làm ăn dối trá đều quá. Sao cho tượng của trà lại cao thế kia, lại lùn thế kia, lùn ngang bằng Linh Lan Lan Linh thế kia. Trời ơi, đất ơi, 1m75 bằng 1m49 với 1m51. Trời ơi, công ty làm ăn cay quá. Không, không để được như thế này được. Trời ơi, bức xúc quá. Đâu rồi, bức xúc quá. Ơ, Thiên Trà đâu mất rồi? À, đi rồi. Mình phải làm cho mình cao hơn nhỏ này. Cái sắt nhỏ này không thể nào mà không thể nào mà lùn hơn mình được. Sợ mình ấy. Đấy, đúng rồi. Đấy, được rồi. Nói tiếp, nói chuyện tiếp nào mọi người. Được rồi, nói chuyện tiếp nào mọi người. Nói chuyện tiếp nào mọi người. Trời ơi, lùn. Đôi giày 5 phân sao? Làm gì có. Làm gì có. Cao như này đúng. Yes, công ty phải cho cao như này mới đúng. Trời đất ơi, công ty làm ăn, làm ăn chán quá. Như này mới đúng nha mọi người. Đôi trắng thế tính yêu của em. Ban mai kìa, lùn luôn đi mày, lên lên đi mày, lên. Ai trời ơi, ban mai nhìn giống mẹ con quá. Ban mai nhìn giống mẹ con thế nhỉ. Trời ơi. Ê, rồi mình sẽ đứng đây nói chuyện với mọi người. Đó, nên kia là buổi phép hôm nay. Rất cảm ơn những các bạn đã bỏ thời gian chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi và nói chuyện với Thiên Trà. Thật ra mình rất là vui khi được nói chuyện một một với mọi người. Đôi lúc cũng máu dồn lên lão lắm. Nếu mà mình nhảy ra khỏi màn hình là mình bóp cổ mọi người luôn ấy. Trời đất, láo léo.